Chiều tối hôm qua, nhiều đám bọt trắng lạ kèm theo mùi hôi khó chịu xuất hiện bất ngờ, phủ kín mặt nước kênh Tàu Hủ, đoạn thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiện tượng bất thường khiến cho nhiều người nghi ngại về nguồn nước ô nhiễm bị xả ra môi trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. 16 giờ ngày 23 tháng 7, trên mặt nước kênh Tàu Hủ đoạn qua chân cầu Lò Gốm xuất hiện nhiều bọt trắng lạ lan rộng và phủ kín mặt kênh. Điểm xuất phát của đám bọt này là từ một trạm bơm kiểm soát triều thuộc phường 16, quận 8. Khác với bọt nước thông thường, bọt lạ này có màu trắng đục, đậm đặc, lâu tan trong nước và có mùi rất khó chịu. Nhiều người đi đường phải xuống tận nơi vớt bọt để xem sự bất thường này. Khi mà lúc đó mình chạm xuống những cái bọt tuyết này á, thì mình có ngửi được một số mùi rất là đặc trưng. Mà trong khi đó là ở trong các gia đình mình cũng thường hay tiếp xúc với nó, ví dụ như là thuốc tẩy rửa hàng ngày. Với người dân quanh khu vực, đây không phải là lần đầu họ được chứng kiến hiện tượng này. Sau những cơn mưa to, thủy triều dâng cao, trạm bơm sẽ tiến hành bơm nước kiểm soát triều. Tuy nhiên, bọt trắng từ đâu xuất hiện thì không ai biết. Nhưng dường như với một số hộ dân ở gần, họ đã quen với mùi khó chịu của dòng kênh này. Thế là chắc con sông nó dơ, nó bơm ra đó, bắt đầu là bọt lên đó. Nhiều nên là gió nó thổi nó bay tạt lên trên đường. Giống như cái sình non của nó ở dưới đó, thì nó bơm nước lên rồi nó ra cái bọt đó, rồi nó bay bốc cái mùi hôi lên. Bọt nước này thì nó rất là hôi, rất là thối, như là mỗi ngày thủy triều mà lớn thì nó vô, thủy triều hạ thì nó ra, nó có bọt vậy đó, xì ra mà rất là hôi thối, mũi mọng cũng nhiều nữa, nước rất là dơ. Ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, có nhiều nhà máy công nghiệp đã từng diễn ra hiện tượng mà người dân thường gọi là bọt tuyết thối do nước thải công nghiệp xả ra. Bọt lạ trên kênh Tàu Hủ khá giống với hiện tượng này, tuy nhiên hiện mức độ ảnh hưởng trên kênh rộng hơn. Chưa có kết luận nào của cơ quan chức năng về nguyên nhân hay khả năng tác động tới môi trường của hiện tượng này. Kênh Tàu Hủ đang được đầu tư tới hơn 11.000 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước.